Ok, Pila. Ui sổ, Pila chơi mất nửa que rồi. Pila ăn cắn toàn cho miếng to thôi. Rồi, vớt đi. Đây gặm đi. Giờ thì anh bảo gặm, đúng rồi. Gặm rồi anh tuốt ra phát thì nó được một miếng luôn. Ừ, yên tâm. Mà si cứ yên tâm là vẫn có, cứ có phần nào thôi siro, đến phần của mẹ ra. Ok, ba đứa ngồi nha. Một đứa ngồi ra đây. Một đứa ngồi ra đây. Rồi, Messi ngồi xích vào. Thế ngồi thế cũng được. Yumi lên ghế, trên ghế đi. Lên ghế thì mới ăn được. Rồi, chén nhá. Chờ đã. Đẩy bóc. Đây, cái que nó ở đầu đằng này. Chờ. Anh cũng phải ăn một cái. Mì bé đêm trước lạnh quá bé thôi mút thôi Messi Messi gặm đi cũng được gặm miếng bé đi cũng được không tham ở đâu không ăn tham được. Ok. Buồn quá. Rồi. Rồi, nên đừng có vết răng ở đây thế là được rồi. Thế là không ăn tham được buốt lắm. Nó to buốt lắm. Được rồi. Mì cứ ngồi yên đấy, chờ đến lượt. Rồi, đến lượt chị Mì. Liếm ở chỗ nào chả được, đâu cần phải liếm ở đầu que đâu. Ok, Pila. Rồi, gặm cái đầu ấy đi. Ok, rơi mất miếng kìa. Messi. Yumi không nhặt đây. Yumi, Messi gặm cái đầu đi. Gặm luôn một miếng nhỏ đây. Gặm đi. Gặm một miếng nhỏ. Gặm luôn một miếng nhỏ đi cũng được. Mi lên trên ghế. Mi. Mi lên ghế ngồi. Bên trên vẫn còn chỗ này. Không. Siro lên ghế ngồi. À, đây phần mi. Chờ tí. Pila vừa nằm mà chiếm mất chỗ của chị của em Yumi. Vừa miếng rồi kìa. Nào, ăn to thế. Miếng bé thôi. Được rồi, gặm đi nhưng mà gặm miếng bé thôi. Đừng gặm miếng to quá. Vuốt. Ồ, được rồi, ok. Thế là được mớ rồi đấy. Con mi ăn cả. Sao con Yumi này sang bên đây? À, con Siro sang bên đây. Siro vòng ra đằng sau, Siro sang bên kia đi. Sang bên kia ngồi với bà đi. Ok, ngồi đấy. Được, ai ngồi xa quá vậy? Để lau cái mặt đi đã. Từ ok đến lượt Siro Yumi chờ tí để cho chị Mi miếng đã à để cho em Mi miếng đã nha không phải là vì anh không để ý mà ăn miếng to định xơi cả que kem thôi nhá đây cho Pila được cái này thì Pila tuốt đi đây hai mẹ con mỗi đứa úi giời đây vẫn còn
Rồi que này hết rồi nhá. Nốt cái que này đi rồi tí nữa để chúng ta sẽ sang đến cây tiếp theo. Đây. Từ mi. Phần của mi. Mi cứ gặm một miếng đi cũng được. Mi gặm đi. Ok. Pila. Ui sổ, Pila chơi mất nửa que rồi. Pila ăn cắn toàn cho miếng to thôi. Rồi. Uất đi. Đây gặm đi. Giờ thì anh bảo gặm, đúng rồi. Gặm rồi anh tuốt ra phát thì nó được một miếng luôn. Ừ, yên tâm. Mà si cứ yên tâm là vẫn còn cứ có phần nào thôi siro, đến phần của mẹ ra. Lấy siro Messi gặm một miếng đi. Gặm một miếng đi. Siro không được, đang đến lượt mẹ ăn. Mẹ ăn là phải để cho mẹ ăn. Ok. Yumi lên. Lên ghế đi. Mi. Đây. Lượt cuối cho nó hết cái que rồi đi. Rồi tí nữa chúng ta ăn que tiếp theo. Ừ. Rồi, Pila. Ui giời, Pila tuốt cái hết luôn que luôn. Này. Ok, bóc luôn hộ hai que đây. Đây, chúng ta que tiếp theo. Mi lên trên. Mi lên ghế đi. Chờ. Để anh ăn mấy miếng đã. Đây. Nào, miếng to hết, bé thôi, miếng bé. Này, vừa chứ Pila sợi phát là hết mẹ 1/5 que kem rồi. Ăn miếng bé thì chứ ăn thế nhanh hết lắm. Nhìn đây này, nó liếm mãi, nó cũng còn nó vẫn còn nguyên que này. Ai như Pila chơi phát miếng to đùng ấy. Rồi, đến lượt Messi. Messi ngồi dậy. Ngồi lên. Nằm thế hả? Đây còn que đây nữa mà. Yumi. Để cho chị Mi làm mấy miếng đã. Ok, Pila. Nào bé, bé thôi. Miếng bé, miếng bé. Không chơi ăn miếng to thì lại lẹ mất gắp rồi. Gặm miếng bé thôi. Không ăn thế thì cơ mà hết phần. Vẹo ra hết. Chết. Tiền đâu ra mà ăn kiểu ấy. Kem mút mà Pila toàn chơi bài ăn kem gặm. Đây này, nó liếm mãi này. Úi giời, thôi thôi rồi. Nó liếm mất cái kem của tôi rồi. Thì thôi cho chúng nó luôn vậy. Đây thì cũng cầm đây để cho chúng nó luôn thôi. Đây. Liếm này cho nó đỡ chảy. Rồi. Ok, Pila. Merci. Messi vòng sang bên này, Messi. Messi vòng ra đằng sau anh. Messi ngồi xích vào. Xích vào, con Siro lên cạnh con Yumi đi. Con Siro lên cạnh con Yumi đi. Thế thì thế lên đấy đi, ngồi làm sao? Đấy, thế để mẹ còn có chỗ ngồi nữa chứ. Chưa ai chơi cái bài ngồi hết chỗ của mẹ vậy.
Ok, giờ đến lượt hai đứa này. Chúng ta không. Không, 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 không. Ai chứ cắn miếng to này. Miếng bé thôi. Gặm thì cũng được nhưng mà ăn miếng bé thôi. Ờ đấy, một lần một miếng thì chị định chơi một phát hết luôn cả que kem thôi còn nói năng gì. Rồi, merci. Ừ, đúng rồi, ăn liếm thế là hợp lý. Ăn liếm thế là mới ngon. Ăn cứ đánh gặm, đánh nhằng hết luôn cả que thì còn nói năng gì. Cho Pila ăn là phải rất là nhanh. Nếu không mà nó sẽ vèo cái hết que kem. Không, Pila để cái phần này là phần của con Siro. Rồi, Yumi. Pila lên ghế đi. Pila lên. Đây. Đấy, Pila là giải quyết rất nhanh gọn. Nhằng cái hết từ từ. Cho nó hết cái que này đi. Cho con Siro nó liếm hết cái que này đi. Vẫn còn. Vẫn còn. Ok, hết que này rồi. Còn que cuối cùng đây. Những miếng kem cuối cùng. Để cho chị My ăn đầu tiên đã. Ừ. Chị My gặm lấy miếng đi. Đây, nếu mà bên dưới này nó chảy ra nó được nhiều. Sữa dừa. Rồi. Đây, thêm phát nữa đi. My. My. Thêm hôm là nốt lượt này là hết đấy. Thế thôi nhá, nhường cho chúng nó. Rồi. Còn Messi đâu rồi? Messi ngồi dậy đi. Đây, đến lượt Messi rồi đây. Messi chờ lâu quá, Messi nằm luôn. Ừ. Ok, thế là vẫn còn được lượt nữa. Rồi, My. My. My ơi. My. Không phải My này dỗi, liếm đi. Cho nó ăn cùng cho nó vui. Vừa bảo My là thôi cho nên là My hơi bực. Vừa mới liếm được tí, miệng thì bé, ăn được có tí đã bắt dừng. Chúng nó trong khi chúng nó sơi miếng thì chúng nó toàn sơi miếng to thôi. Đấy, ok, có cái phần đấy của My là được rồi. Rồi. Úi dồi ôi, rời mất rồi này. Messi. Không, 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 để cho mẹ ăn phần cuối. Đây. Ừ. Rồi. Rồi, Pila liếm phần cuối đây. Đúng rồi. Ok. Thôi ăn thế thôi nhá. 4 que kem. Anh ăn được 1 que rưỡi. Còn lại 2. 2 que rưỡi mấy đứa ăn. Ok. Ăn thế thôi nhá. Nhá, Pila. Pila gặm là gặm miếng bé thôi nhá, chứ không được gặm theo cái kiểu gặm miếng to thế nhanh hết lắm. Gặm miếng to thế que kem Pila ăn 5 miếng hết. Úi xổ. Người ta gặm miếng bé thì chúng nó liếm tì răng vào thôi. Không đánh tuốt một cái. Được một vệt răng ấy là được một mớ rồi. Ok. Thôi giải tán nhá. Giải tán khỏe ạ.